Bây giờ mình sẽ copy ra nhiều cái nè để cho bạn thấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn đó, chọn này. Mình có thể là viết một cái nút là bằng rectangle thì nó sẽ cho mình quét theo cái viền là hình vuông á, thì mình sẽ hình vuông là hình chữ nhật vậy đó, là mình sẽ chọn được nhiều cấu kiện. Rồi nó sẽ ra hết ra này cho mình 16 này, từng mỗi cái này nó sẽ là một cái gì, mỗi này nó sẽ là một của một cái dòng. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình có một cái vấn đề mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, đó chính là cái việc mình get ra các parameter value by name á. Làm thường mình sẽ dùng cái nút này để mình get ra nè. Thì hôm nay mình sẽ nói cái việc mà khó khăn giữa cái nút này và cái mục đích của mình. Thứ nhất là ví dụ như ở đây nó có cái miếng length là nó của cái element này. Đây, bạn lấy ra được cái length của cái element này là 6,5 m, ở đây 6,5 m. Nhưng bây giờ bạn muốn lấy ra biến pH nó nằm trong này, hoặc là bất kỳ những cái biến nào nó nằm bên trong này, thì cái nút này nó sẽ không lấy ra được. Nút này nó không lấy ra được. Nếu muốn lấy ra được thì may ra mình tải một cái package nào nằm bên ngoài á, thì mình sẽ, người ta có viết được cái nút đó thì mình sẽ lấy ra. Nhưng mà có lúc thì mình lấy ra không được, có lúc lấy được những cái nút đó đôi khi nó cũng mất ổn định. Thì để mà mình giải quyết cái vấn đề đó thì mình sẽ không chần chừ nữa. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn cái ý tưởng mình làm cái nút đó. Và các bạn có thể là download cái nút đó nằm ở dưới cái đoạn video. Ở đây mình tạm đóng cái library này lại. Thì mình sẽ chạy cái mẫu code cho bạn thấy trước. Ở đây mình sẽ bỏ vào cái pick-up-sex. Pick-up-sex này á, thì nó sẽ có, mình có viết là pick được một cái và pick nhiều cái. Thì mình sẽ lấy trường hợp tổng quát là pick nhiều cái. Rồi mình sẽ đưa vào đây. Thì mình pick lại cho bạn thấy trước đã. Đây, một cái trước đã ha. Rồi bạn thấy là khi mà mình pick một cái á, thì mình có những cái parameter truyền vào nè. Thứ nhất là cái tên, cái tên của những cái parameter mà mình muốn lấy ra cái giá trị, ví dụ B và H. Rồi rebar, len, rồi volume, là nó trộn cả gì, là cả pH nằm bên trong edit type và trên những, và những cái parameter nằm bên trên cái properties. Rồi ok, thì bên này mình sẽ check lại nè. Thì đây ví dụ như mình lấy ra hết, ví dụ như mình lấy ra, ở đây là mình lấy ra hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ không có show on nó, mình chỉ show ra những cái phần mình muốn lấy thôi, biến B, biến H và biến len, rebar. Thì ở đây bạn thấy là nó lấy ra những cái phần mà mình cần nè. Đó. Nhưng mà ở đây nó lại có một cái test 2 về test 1. Test 2 về test 1 này là gì? Đó chính là cái parameter mà nó sẽ không tồn tại nằm bên trong cái element này, thì nó sẽ out ra một cái dictionary thứ hai cho mình. Đó. Để cho mình kiểm soát được những cái parameter nào mình không có. Rồi, bây giờ mình kích show on là kích bằng true, thì nó sẽ lấy tập hợp giữa cái parameter, những cái parameter mình truyền vào và tập hợp của các parameter của cấu kiện này. Đó, thì nó lấy full cái. Thì bạn có thể thấy nằm đây, ví dụ biến B, biến H mình cũng có lấy, biến length là nó nằm bên ngoài này nó cũng lấy vào. Đó, ok. Đó, đây là những cái phần mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Rồi, bây giờ mình muốn là pick nhiều cái ha. Mình chọn cái này và cái này. Hai cái là nhiều cái rồi. Rồi, bạn thấy nè, mỗi cái thì nó sẽ out ra một cái dictionary cho mình. Đó, bạn thấy chưa? Thì nó sẽ ra được một bộ các cái data cho mình. Rồi mình muốn sau nó gì, cái gì cũng được. Ok. Thì bạn cũng có thể là bạn gom, ở đây nó chưa có cái nhãn hoặc là nó có, nó có cái type thay name hoặc là bất kỳ nó có một cái nhãn gì thì bạn cũng có thể là index nó tới và bạn lấy ra được giá trị. Rồi qua đây thì mình sẽ show cho bạn cái code để cho mình thấy được là ở đây bạn thấy cái code nó dài như thế này á, nhưng mà thực chất nó cũng dễ à, nó không có gì là khó. Mình viết dài ra để cho mình chi tiết được là các bạn có đem cái code mình về thì các bạn cũng có thể hiểu được ha, chứ mình viết ngắn gọn quá thì nó cũng làm cho các bạn confuse hoặc là chán nản khi đọc. Rồi ở đây là mình viết rất là chi tiết ra. Thì những cái hàm trên này là những cái hàm nó để nó spot thôi, spot cho cái việc mà nó lấy ra những cái parameter nằm bên dưới. Thì mình nói sơ qua nè. Ví dụ như là cái list element mình truyền vào, nếu nó không phải là list thì nó sẽ bỏ vào cái list và sau đó nó sẽ unwrap element. Khi bạn truy cập các cái giá trị vào bên trong element thì bạn phải unwrap nó ra. Rồi sau đó mình sẽ duyệt qua từng cái element nằm ở đây. Rồi sau đó mình sẽ có duyệt qua thêm một cái nữa là cái nested, là cái hàm lồng nằm bên trong. Thì mình sẽ duyệt qua cái mảng parameter name input vào á, như là cái mảng mà mình muốn truyền vào, là mình chỉ muốn lấy những cái parameter name đó thôi. Sau đó mình lấy ra được cái parameter nằm đây bằng cái phương thức là lookup parameter, truyền vào cái name. Sau khi mình lấy ra được cái parameter này rồi á, mình mới if là nếu như cái pattern này mà có thì mình sẽ lấy cái giá trị của nó về nè. Đây, tạm thời là chỉ cần hiểu cái giá trị của nó thôi, là get parameter value from là lookup. Rồi, from lookup parameter đi. Đây, from lookup parameter. Rồi, mình đi sửa lại cái hàm cho anh em một chút. Đây, nó là cái hàm này của mình. Rồi, hiện thời này mình chỉ có xét là nó là a double hoặc là a string thôi. Đó, ở đây. Nếu như mà cái parameter này mà nó không có giá trị thì lúc đó nó có khả năng là nó sẽ không tồn tại, hoặc là nó nằm ở trong edit type thì lúc đó nó sẽ chạy xuống dưới này và nó sẽ giải quyết được cái phần là edit type cho mình. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, sau khi mà mình giải quyết xong cái vấn đề này, sau đó mình sẽ lưu vào cái biến result của mình á, mình sẽ để một cái dictionary. Thì mỗi lần mà nó lưu vào, nó sẽ lưu cái name vào cho mình. Cái name này chính là cái name của parameters. Ở đây mình có một cái là show on chỗ này là if, nếu như show on bằng true có nghĩa là nó true, là nó sẽ lấy show on, lấy ra hết tất cả các parameter của cái element đó. Ok. Rồi. Đây. Nhưng mà của cái element thì nó chỉ lấy ra được những cái parameter nằm bên trong edit type thôi. Còn những cái parameter nằm bên trên cái thanh property nó không có. Thì lúc đó mình vẫn muốn lấy ra cái trên thanh property, thì lúc đó mình sẽ là nó đã giải quyết ở trên này cho mình rồi nè. Là cái lúc mà mình lấy ra thì nó đã giải quyết ở bước này cho mình rồi. Nếu mà nó có, nó đã lấy ra rồi. Đó, ok. Là cái việc mà nó lấy ra trên này là nó đã ghi vào bên trong cái dictionary result này rồi. Thì sau đó mình sẽ, nếu như mà nó là show on là true thì nó sẽ chạy vào đây nó get ra. Còn nếu mà false thì nó phải duyệt qua cái mảng input param names input của mình đó, đưa vào á. Sau đó nó sẽ check thử là có hay là không, rồi nó mới lấy về. Thì ở đây nó có thêm một cái hàm là get parameter value, thì nó chính là cái hàm này đó. Ok. Đó chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn dưới này là mình muốn ép kiểu nó về là list hoặc là dictionary thì mình viết ra những cái hàm riêng để mình làm điều đó. Rồi. Ok. Rồi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ copy ra nhiều cái nè để cho bạn thấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn đó, chọn này. Mình có thể là viết một cái nút là bằng rectangle thì nó sẽ cho mình quét theo cái viền là hình vuông á, thì mình sẽ hình vuông hay hình chữ nhật vậy đó, là mình sẽ chọn được nhiều cấu kiện. Rồi nó sẽ ra hết ra đây cho mình 16 này, từng mỗi cái này nó sẽ là một cái gì, mỗi này nó sẽ là một của một cái dầm đó, một cái dầm nào. Rồi ok, còn bên dưới là nó sẽ test trên mỗi cái dầm là mỗi cái dầm nó có cái giá trị đó hay không, và nó không có cái gì nếu mà nó có hoặc là không có giá trị đó. Rồi ok, ở đây mình cũng nó cũng hoạt động được trên những cái cấu kiện khác, ví dụ như ở đây nó có cái foundation đúng không, foundation đúng rồi, foundation. Rồi mình chọn này nha, foundation này và cái foundation này, foundation này. Rồi nó sẽ xuất ra cho mình ở đây đó, bạn thấy chưa, 1 nè 2 nè 3 cái. Rồi là những cái biến này nè, test 1, test 2, BH là nó không có, elevation at top nó sẽ không có. Rồi từ nay về sau thì bạn không cần phải phải đi tìm những cái nút mà mình ghét ra những cái parameter đó. Rồi, mình thử mình lấy của cái sàn luôn. Rồi finish thì lấy ra ở đây cho mình đó. Ok, ở đây có thể là cái đơn vị nó, cái lúc mình viết ra cái lúc này hình như cái đơn vị nó chưa đổi phải, đổi chưa đây, 304.84. ok đổi rồi. Rồi ok, thì thông qua cái video này mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là cái cách mình lấy ra những cái parameter theo properties và theo cái design. Các bạn có thể là download cái đoạn script này nằm bên dưới cái video. Nếu có thắc mắc thì các bạn cứ có thể là inbox cho mình sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Thanks, bye.